Lâu, chào mọi người, chào mừng cả anh em quay trở lại clip mình. Hôm nay tôi lại đi X-Dam nhé. Vâng, thì hôm nay tôi X-Dam Thiếu Lâm Trượng, mật tịch 104%, X-Dam đây là được 11 ô mọi người nhé. Tôi sẽ lắp xét trâu, tôi sẽ lắp xét trâu vào đây cho anh em xem, cho full phá địch luôn mọi người ơi. Gì đây? Tinh tuyển, tinh đúng không? Tinh tuyển cơ tôi sẽ lắp xét trâu tinh tuyển vào. Đấy, được chưa mọi người? Đấy, lắp sợi trâu nhá, phá địch này, bụt hai này, tiếp theo là tuyết hàn tô này. Tuyết à, thật ra thì cái này cũng hơi khó. Xuân thanh dương không, đây là đông hàn thần á. Đây đây thì tôi đang tính bảo lắp lãnh nguyệt, lãnh nguyệt để lấy phá địch, mà chắc là nó sẽ không đúng đâu, nó sẽ không đúng. Vậy thôi thì lắp sợi trâu đấy theo kiểu tự do thôi. Xương này, đây tôi sẽ xem nhá, đội phòng này, sơn này, thu đúng không, thu tô tiết à, đúng thì là xuân hạ cương thủy thu này. Đấy rồi, sơn a sùng à, sách châu này là giảm nội phòng mộc thu nhá. À đây đây, thu vào đây được, đây đây sơn xuân thanh dương này, trời ơi, đây đúng rồi đúng rồi đúng rồi luôn, chuẩn bài các mẹ luôn anh em. Sơn đâu rồi, sơn ở đây có sơn, lắp vào luôn. Trời, sẽ trâu giảm dự phòng mà, xương thanh nữ và điểm phá địch ở đây không có xương hả, không có xương anh em ạ. Vụ ngự kình điểm phá địch ở đây, vụ đây à, có rồi, dính rồi. Đây 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 rồi, đây rồi mọi người, 682, trời ơi, vẫn chưa, hình như vẫn chưa kích được phá địch lên cao nhất thì phải. 682 hả, đây nhá. Vâng, còn 5 giây anh em, 5 giây này, bắt đầu này. Ok ok còn 5 giây và tôi đã xong rồi, tôi sẽ đi down cho mọi người xem. Nó cũng không phải cao, 600. Rồi rồi, 103 điểm thôi, làm tạm 103 chạy. 21 cả đá. Rồi hết mana của em. Không có yêu cổ em ạ. Trời ơi. Phê lòi con trời. Lòi tập voi. Cái gì đấy bạn ơi, tớ lại vào tớ làm phát nước. Đây là bạn 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 cho các bạn nhìn này. Rồi. Ba phát nha. Không ai xúc tôi hả? Xong xong xong. Ủa, thôi, ui đi mẹ. Mày không quay được rồi, yếu quá. Trời ơi. Một phai đam chứ. Có thể không biết đam được, được. Về đấy anh em ơi. Rồi. Đây này, đây này, đây này, đây này. Đây này. Tiếp này nhá. Lâu lắm rồi. Trời ơi. Có người chết đúng không? Có người chết mà. Trời ơi, sướng quá. Lại quay lại này, anh em nhìn tôi lại quay lại này, 11 ô nhá, 11 ô. Một lắp châu phá địch dễ đam phê phết. Đùa đâu mọi người. À, hơi ít, hơi ít, hơi ít. Càng đông ít đam càng sướng mọi người nhá. Các bạn ơi. Chạy gì thì bạn ơi. Trời ơi. Ít
xin lỗi, trời ơi. Tiếp này anh em. Đi xuống, đi xuống, đi xuống. Ít ít ít. Ra đây là anh em. Nhìn nhịp tôi nhá. Rồi, đẹp như vậy không chết ai. Trời. Ô cái bọn phản cảnh trâu thế. Tiếp 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 anh em, anh em. Giật à. Vỡ mồm tôi rồi, vỡ mồm tôi rồi. Ôi trời ơi. Tiếp 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 bà con ơi, tiếp bà con, tiếp bà con, tiếp bà con. Này phải chạy tầm khoảng bật tốc 500%. Đó. 500%. Dạo này tôi đang ít xin đó mọi người ạ. Ít ít quá, bên kia lại hình như tôi vừa ít xong bên kia ít quá. Rồi mẹ nó. Bạn ơi. Chả thế thì ai chơi. Rồi mình chết luôn. Tiếp nào anh em. Trời ơi, gì ấy? Dập phát lên. Hình như là tôi không hiểu tình hình gì đã xảy ra anh em. Từ từ thì thôi. Từ tôi lấy cái bút đã. Bút nhẹ nhàng đã anh em. Rồi đây. Còi có sen. Rồi em cái ấy nào. Ồ, nội công à. Có hiệp độc à, có hiệp độc. Ăn ăn cứt, ăn cứt. Ồ sao tiếp tục anh em ơi. À tôi xuống đây trước á. Sướng thế, trời ơi, sướng quá, sướng quá. Tiếp văn tục mọi người nhá, tiếp tục nào. Đang phây đúng không? Ôi trời ơi. Cái ôi dạo này tôi ít đam cũng ra gì phết người nhỏ. Xứng đáng để đi đam ba hội tinh anh. Đùa thôi. Dạo này tôi đang tập tập tành chưa lắm triệu mọi người ạ. Tôi lại lấy lại cờ hả? 268 điểm thôi rồi, cố gắng ngồi tí các bạn, ngồi cho nó lên 300 điểm của những thưởng 274 rồi. Ôi cay ơi, thầy em yếu. Yên một tiền nào đây? Lady à? Ủa? À, đây là Thùy Yên mãi mãi cũ này, hay còn gọi đắc kim cũ đấy. Chết mẹ luôn, mẹ luôn. He, tiếp tục anh em ơi. Một canh hai ba trời. Ơi trời ơi, kia 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 bạn ơi. Trời ơi, suốt cái thằng gần hết máu kia. Tôi lại sẽ có một comeback trở lại. Chết mẹ luôn, cho trừ thủ tôi này. Trừ thủ gì còn 40, 6, 7, 4, ơi. Ok nhá, bây giờ tôi sẽ lên cảnh nhá. Ông là sẽ đông một cái dã man để chúng ta cùng kỹ ra. Trời ơi, ít quá, chưa đủ để tôi chưa đủ để tôi ít đam rồi. Vẫn không xịt đúng không?
nào cũng có định là dự định là tuyển nhanh thì tuyển luôn để tôi biết sao 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 còn có 3 phút nữa là hết đấy rồi anh em, chắc chắn là Liêu thua rồi không thể thắng được. Thôi thì cứ ra ít đam bừa thôi, mình chết được ai thì chết. Đúng không ạ? Liêu thua rồi tức là quân của phía mình thua ấy, anh em. Một một hai ba bốn năm đam bọn đấy nó toàn mắc quá cảnh, thứ hai là có 5 người thì không ăn thua. Trời ô lại phải quay về chốn cũ, đam ở ngay trước nhà mình nó sẽ ok hơn. Ôi trời ơi, sút thì bạn sút nhanh lên dùng mình đi. Thực ra thì để mà nói tôi có khi là người chầy cối nhất ở cái Liên server này, mặc dù biết đội nhà thua nhưng mà vẫn ra rất là nhiệt tình đúng không? Chết mẹ, ra rất nhiệt tình chết chúng ta lại ra. Đấy thế làm gì đây mẹ ạ? Tôi xứng đáng được trao tặng huy chương vàng cho việc rất là nhiệt tình ngày hôm nay cũng được tại Nam Mỹ Đảo ơi. Hết rồi anh em ạ, còn ui hết giờ rồi, quay về chốn cũ nhá. Ôi không có ai, có ăn cướp luôn. Thôi clip của mình nhớ dừng lại tới đây nhá. Thank you anh em theo dõi. Chết mặt ngầm đồ. Và hẹn anh em các clip tiếp theo nhá.